chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 19 tháng 9 năm 2021 về việc Khoa Park chi 50 triệu đồng trên một tháng để thuê nhà sống ở Mỹ. Khen đất ở New York rẻ hơn. Hà Nội, dù chưa bao giờ công khai xuất phát điểm của mình ra sao hay khối tài sản khủng thế nào nhưng Khoa Park vẫn luôn được mệnh danh là YouTuber chịu chơi nhất Việt Nam. Khi du học bên Mỹ, anh tiết lộ mình mang theo 500.000 đô la Mỹ, hơn 11 tỷ 500 triệu đồng sang Mỹ và có nguyện vọng sử dụng hết số tiền này trong vòng một năm. Ngoài học phí cho khóa học tiếng Anh giao tiếp của Khoa Park ở xứ sở cờ hoa là 600 triệu đồng. Anh gần như chi rất nhiều tiền cho việc ăn uống ở nhà hàng sang chảnh như sushi Nhật trên đại lộ danh vọng Hollywood. Ăn sáng ở Little Sài Gòn quận Cam, ăn lẩu hay đi lao bên Mỹ, anh thậm chí cũng bay qua bay lại giữa các bang để thăm bạn bè hay đi chơi. Đi du lịch, thương vụ bạc tỷ của Khoa Park mà nhiều người biết đến, đó là việc anh chi gần 1 tỷ đồng cho một chiếc dây chuyền đặt ở tiệm kim cương của ông trùm kim hoàn Johnny Đặng. Bao gồm viên kim cương 2 carat 8,1 ly nước D do gia thẩm định giá 19.000 đô la Mỹ 450 triệu đồng. Mặt thánh giá phun kim cương giá 10.000 đô la Mỹ 230 triệu đồng, dây chuyền vàng 14 carat giá 2.800 đô la Mỹ. Tổng giá trị bộ dây chuyền là 31.800 đô la Mỹ, làm chẵn 31.000 đô la Mỹ 720 triệu đồng. Khoa Park cũng đã tậu được chiếc xe Camry SSI 2021 phiên bản sport cao cấp nhất dòng Camry giá 33.600 đô la Mỹ cộng thêm 1.200 đô la Mỹ bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng. Tuy chưa từng nghe tên dòng xe nhưng vì giá của chiếc xe ngang bằng với giá mặt dây chuyền kim cương mình đặt nên anh quyết định đặt luôn. Mới đây anh cũng mới khoe rằng mỗi tháng mình đang có ý định định cư nửa năm ở thành phố New York và có thể chi 50 triệu đồng cho một căn nhà ở Mỹ để thuận tiện cho việc đi học. Số tiền vị trí anh sẽ mất cho 6 tháng ở New York là khoảng 300 triệu đồng. Vì Khoa Park muốn đến một nơi ở mới để có thể trau dồi và học hỏi thêm kỹ năng nói tiếng Anh của bản thân nên anh mạnh dạn đầu tư số tiền này cho tương lai học tập của mình. Ngoài ra, Khoa Park còn chia sẻ giá đất ở thành phố New York nơi anh sẽ sống trong thời gian tới có giá 400 triệu trên 1 mét vuông. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm cá nhân, Khoa Park cho rằng con số này vẫn còn khá nhỏ so với giá trị của những mảnh đất tại thủ đô Hà Nội khi có thể lên đến 1 tỷ đồng trên 1 mét vuông. Phép tính so sánh của YouTuber Khoa Park sau đó đã gây ra một cuộc tranh cãi trên MXS. Nhiều người cho rằng ở một thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới, số tiền anh bỏ ra để thuê nhà ở New York như vậy là khá rẻ. Số khác nhận xét YouTuber này vô cùng chịu chơi khi chi hẳn 300 triệu đồng cho tiền thuê nhà khi chỉ sống ở đây trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, số khác lại thắc mắc với số tiền thuê nhà như vậy lại chỉ ở một người thì quá đắt. Và việc so sánh giá nhà ở Hà Nội với New York là không phù hợp vì New York vốn là một thành phố nổi tiếng đắt đỏ. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.